Yo. 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 Vô luôn, vô ba luôn luôn rồi, vô đứng luôn hả? À, 4 giây. Đi. Chỉ còn mình tôi thôi. Còn mình. Quá trời ở dưới á. Mà cá nhỏ 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 nhỏ. Mấy mồi bự quá. Dạ. Đâu biết đâu. Chắc ông cho chị lưỡi nặng quá hay sao? Thấy bầy cá đâu.
để ga công ty đâm thẳng vô phao đi chú. Hồi nãy con thấy nó nằm ngoài đây nè. Giờ nó nằm gần cái phao á. Bầy này là bầy ngoài à. Bầy hồi nãy trao ở trong kia nhiều không? Nó bị nó trôi ra rồi. Cho nó trôi nhẹ thôi chú, đi từ 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 vô. Ồ, một con này gài. Thấy chưa? Đó, con heo luôn đó. Chậm chậm chút xíu. Mà dưới á, đánh đi. Rồi, có vô nó thôi thiệt. Hả? Nhả số vậy? Trả rồi. Đó, dưới á. Nhiều lắm. À, kêu mồi nhỏ chứ mồi này quánh sao quánh. Quá đâu, bung đúng không? Ui, bay lên tiền. Quá trời luôn á. Mấy cá nhỏ lấy cái vợt cho nó nhanh, cho động. Sau lưng anh đó anh. À, đánh giúp nhỏ. Biết gì tầm này. Ủa đâu rồi? Hướng quay ghê. Đứng ở đây đứng ở thế. Quấn con gì ạ? Đua anh. Sao dứt đua? Cá nhỏ quá đánh bóp nó không ăn. Bóp phải bóp nhỏ. Đó rồi, cái đạn đó rồi. Hả? Đó, trước mặt rồi. Sao? Quá trời đi. Không, đứng im đi, tắt máy đi chú. Chạy
Không, ý là để đứng đó luôn. Đứng đó luôn, nó đang ăn bầy cá. Dí em à, dí em à. Mới trộn đó kìa, mới giờ trần sống đó kìa. Giống à. Ừ. Ngon. Ngon. Em thấy con cá này ngon chứ. Là làm nữa mà. Cá là đâu cũng nó, vừa. Thật cũng béo nhưng mà hơi cá. Thật nó ăn không có ngọt. Là. Em ăn thử miếng không trước. Ừ. Bữa ăn mấy con cá nhồng mà có trứng đó các bạn. Ngon. Không có con cá gì mà ngon hơn cá mình câu lên ha. Bữa đó nguyên con ha, là đâu ăn bún ăn gì, ăn cá mà. Gom đi vô. Ăn đi, dọn ra luôn. Cái gì dữ ta? Mũ ơi. Mũ chắc luôn. Chạy lên. Kịp kịp. Anh mập lên cá reo hò đi chứ. Cổ động đi chứ. Không? Hả? Cổ động đòi chứ. Lấy uy tín đi. Gì vậy? Cá gì vậy? Con bé nó bắt dây rồi, không kìm nó được. Trời ơi. Có cá con nhớ. Dưới này lưỡi được không? Mắt giỏng, mắt giỏng, dây. Thiên nghiệp quá à. Chạy đâu chân. Ừ.
sò chạy. Cầm con vít không cầm? Lớn quá. Có nhớ rồi, mừng quá trời mẹ ơi. À, em không có nhớt đây nè. Mẹ nó mới kìm chứ giờ không chạy vậy. À, tính 2 ngày làm 2 tập tim rồi cuối cùng. Rồi có thể đi đâu đó. Đó chết rồi anh, móc vô bụng rồi. Chết. Hả? Móc vô bụng rồi. Hỏi rồi, hỏi ra cơm rồi. Sảy rồi. Ây vô, đóng đếm, đóng đếm. Còn bầy 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 dưới á, bầy bầy bầy. Đâu nó sóc, con kia nó bị sóc rồi chứ nó chạy chứ. Yo, go. Ôi, sảy ơi. Chưa đóng thêm 2-3 cái nữa đi. Đây là ngai vàng đó. Ra là mất chỗ liền. Vướng gì ai ta?
vững dữ rồi, vững dây ai rồi. Vững lưỡi, hai lưỡi với nhau mới ghê chứ. Lầy ơi lầy. Ây da. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Được á anh Tùng. Xiết lại chút, xiết lại. Coi chừng nó vô. Từ từ, từ từ. Chừng dây kìa. Không, ra vậy cũng được. Ra vậy cũng được. Rồi lấy cái đầu qua phải á, chú lấy chú. Từ 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 đi, kệ nó. Không, chạy tới luôn rồi, chú hẹn. Cho nương đi. Mũ rồi. Mũ rồi. Nó rút kiểu đó. Luôn hả? Trả luôn á. Trả bỏ luôn. Mở luôn, mở cho lỏng luôn. Mũ rồi. Không mũ đâu, lại không mũ. Bóp rồi, bóp cái giờ rưỡi. Phải thấy con nó hóc á. Bóp á. Bóp á cho mũ. Mũ ngoài này. Không sao đâu, không sao đâu, nó đang đứng dưới mà, đâu sao đâu, kệ nó. Nó đang đứng dưới mà, không sao đâu. Nó đang đi thẳng mà. Nó vỗ cái gãy cần nó nằm trong máy mà, nó phải nằm đúng ra ngoài đâu. Nó lên cái nó làm cái đụng cái gãy cần liền. Thử đưa, đưa, đưa. Đưa qua bên này, đưa, đưa ra sao, đi ra sao. Đúng rồi đó. Rút, rút con cần vô. Ok, rồi. Chú chưa được cái giật quá. Nó nổ về đó. Kệ đi, kệ đi chú. Chú xả đi. Chú kệ đi. Con cá này cũng nhỏ mà chứ bự. Cặp sao kế nhiều đồ rồi. Đúng rồi đó. Cặp gì bự. Cá này nó già, nó yếu rồi anh ơi. 20. Con trả giúp kia lại anh nha. Con đó thì ngồi đi. Té giận cái. Đó, phải bổng rồi đó. Bổng hơn bè quật. Bè hay gì đó. Bè quật. Bà quật bà lão. Bà lão đù. Đù. Lão bằng hút. Bà quật bà lão bự á. Ôi tưởng vô em bớt chứ.